Sau hai lần hợp tác đóng phim, Lâm Canh Tân được dân mạng khuyên nhủ nên theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh. Giữa lúc được đẩy thuyền nhiệt tình, anh chàng và bạn diễn lâu năm vướng nghi vấn đã về chung nhà. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có màn tái hợp cực kỳ thành công ở Giữ Phượng Hành. 7 năm kể từ khi Sở Kiều Chuyện lên sóng, cặp đôi vẫn khiến dân tình mê mệt vì chemistry quá đỉnh. Phim mới của họ cũng sáng lập loạt thành tích khủng và được chứng nhận là tác phẩm bạo khoản của năm 2024. Có thể nói, chính Giữ Phượng Hành đã góp phần làm sống dậy sự nghiệp diễn xuất bị phủ bụi nhiều năm của Lâm Canh Tân. Mới đây, có cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm tài tử 8X nên theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh vì nàng tiểu hoa chính là người vượng anh. Trước ý kiến này, nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt cho rằng cả hai quả là một cặp đẹp đôi trong showbiz. Nói Triệu Lệ Dĩnh vượng Lâm Canh Tân cũng chẳng hề sai, bởi trước đó cả hai đã từng cực kỳ bùng nổ khi tham gia dự án cổ trang Sở Kiều Chuyện. Tuy nhiên, sau màn hợp tác với mỹ nhân họ Triệu, nam diễn viên tham gia vào vài dự án khác nhưng lại không thể thành công như mong đợi. Phải đến tận khi tái hợp lần 2 với Triệu Lệ Dĩnh ở Giữ Phượng Hành thì Lâm Canh Tân mới có cơ hội hâm nóng tên tuổi. Từ đó, sự nghiệp mờ nhạt nhiều năm của anh chính thức bước sang trang mới. Sau thành công của Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân càng được khán giả đẩy thuyền nhiều hơn nữa. Chưa dừng lại ở đó, người xem còn hy vọng cả hai có thể sớm hợp tác trong bộ phim thứ 3. Cách đây chưa lâu, hai ngôi sao 8X cũng đã nói về việc hợp tác lần nữa khiến công chúng vô cùng mong đợi. Được ghép cặp nhiệt tình, mỹ nhân họ Triệu và tài tử họ Lâm cũng liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Với những ai theo dõi cặp sao sẽ biết, trước, trong và sau khi Giữ Phượng Hành lên sóng, họ rất phối hợp trong việc tuyên truyền, quảng bá cho dự án. Cả hai không ngại tương tác thân mật tại các buổi livestream để lộ nhiều khoảnh khắc ngập gian tình khiến khán giả đứng ngồi không yên. Mới nhất, một blogger xứ Trung còn bất ngờ tung tin họ sắp sửa về chung nhà. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là tin đồn khi cặp sao liên quan chưa lên tiếng xác minh thông tin. Giữa lúc đó, Lâm Canh Tân đã có bài đăng chú ý trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, nam diễn viên đăng ảnh đi dạo chơi trong công viên. Có vẻ như sau thời gian ghi hình căng thẳng, Lâm Canh Tân đã tự thưởng cho mình một buổi đi dạo, thư giãn cùng bạn bè. Khán giả dành nhiều lời khen cho trạng thái tích cực cũng như vẻ ngoài bảnh bao của nam diễn viên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về danh tính phó nháy chụp ảnh cho tài tử họ Lâm. Có người còn đùa rằng anh chàng đang đi chơi với Triệu Lệ Dĩnh, nhưng đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng mà thôi. Hiện họ vẫn đang là cặp đôi nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Lâm Canh Tân, sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành biểu diễn. Những tựa phim có sự góp mặt của anh bao gồm Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm, Võ Thần Triệu Tử Long, Sở Kiều Chuyện, Giữ Phượng Hành. Chiều cao 1m86, ngoại hình tuấn tú, tính cách thân thiện cùng diễn xuất tốt mang lại cho Lâm Canh Tân nhiều cơ hội đóng vai chính. Đang trên đà phát triển, vụ kiện tụng với công ty quản lý cũ, Đường Nhân đã khiến nam diễn viên mang tiếng vong ân bội nghĩa, sự nghiệp của anh sau đó cũng ảnh hưởng nặng nề. Từ 2020 đến 2022, tài tử họ Lâm chuyển hướng đóng các phim hiện đại, tuy nhiên đều gặp thất bại, điển hình như Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng, Nữ Hoàng Mặc Cả, Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám Đốc.